đang nhịp nhàng đón xuân xa. Nhân dịp Tết Nhâm Thìn 2012, toàn thể nhân viên, cộng tác viên của Ban Việt ngữ Đài VOA xin kính chúc quý khán thính giả và độc giả một năm mới an khang thịnh vượng. Chúng tôi hy vọng hàng ngày được tiếp tục mang đến quý vị những thông tin đa chiều, trung thực từ khắp nơi trên thế giới vì sự tiến bộ. Chúc mừng năm mới. Hãy nâng ly mừng đón Chúa xuân về.